Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã tới kênh YouTube của vợ chồng Ngọc. Hôm nay Ngọc muốn mang tới cho các bạn món canh đầu cá salmon nấu canh ngót, ăn cùng với cơm, kế bên có chén nước mắm, ớt. Nếu các bạn thấy ngon thì mời các bạn cùng vào bếp nấu với Ngọc nha. Cái món này hôm nay Ngọc gửi tới cho các bạn chỉ có 5 phút thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha. Rồi bây giờ trên bàn của Ngọc đã có chuẩn bị thức ăn đầy đủ để ở đây. Ở đây Ngọc có đầu cá salmon và thân cá. Ngọc đã cắt rửa sạch sẽ và để lên dĩa. Còn kế bên này thì Ngọc có cần tây và 3 trái cà chua. Bây giờ mình sẽ cắt ra nha các bạn. Mời các bạn cùng làm với Ngọc nha. Trước tiên mình sẽ cắt cà chua ra. Ngọc sẽ cắt quả cà chua làm đôi và cắt thêm làm 2 hoặc làm 3 nửa trái cà chua. Cứ thế như vậy, mình sẽ cắt hết 3 quả luôn nha các bạn. Rồi Ngọc sẽ cắt qua tới cần tây. Rồi thì bây giờ tới cần tây. Cần tây thì mình sẽ cắt chia ra 2 giai đoạn nha mấy bạn. Trước tiên mình sẽ lấy lá ra một bên và cọng để một bên. Tại vì mình cái cọng nó sẽ lâu chín hơn là cái lá. Cái lá là mình sẽ bỏ vô sau cùng. Bây giờ mình sẽ lấy cái cọng ra trước, rồi cắt cái lá để qua một bên. Cắt lá riêng, cọng riêng nha các bạn. Cọng cần tây bây giờ mình đã chia ra 2 loại rồi mấy bạn. Lá mình đã để riêng. Ở đây mình đang sắc là cái thân của nó, cái cọng của nó thì nó cứng hơn. Cái này một hồi mình sẽ bỏ vô đầu tiên. Nhưng mà mấy bạn nhớ cắt xéo xéo thì cái nồi canh mình càng thêm đẹp nha các bạn. Ở đây mình cắt hết 3 cây cần tây luôn. Rồi mình cắt xong là mình sẽ qua bên bếp để mà mình nấu. Chần chờ gì nữa. Các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mình nấu thôi. Các bạn sẽ bắt cái nồi và mình sẽ cho vào đó 2 lít nước để nước sôi. Bây giờ nước đã sôi rồi thì mình sẽ cho gừng và ớt vô trước để cho nó khử được mùi cá nha mấy bạn. Gừng với ớt nó sẽ giúp cho mình cái nồi canh cá của mình nó sẽ không có bị tanh. Rồi mình để ở đó cho nước nó sôi sôi lên một chút. Rồi mình sẽ thả cá vô nha mấy bạn. Đặc biệt á, nước phải sôi thì cá nó mới không có bị tanh nha mấy bạn. Mình cho vào một muỗng muối và một muỗng đường, thêm một muỗng đường nữa. Rồi mình sẽ cho nước mắm vào. Trước tiên là mình sẽ nêm trước cái gia vị nó nha mấy bạn. Cho gia vị đậm đà. Tại vì hồi mình bỏ cá vô thì mình bỏ đồ gia vị vô sẽ bị bể cá nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ quậy đều lên. Bỏ những cái gia vị vô cho nó đều, quậy nó tan ra. Ở đây mình có dĩa cá salmon nè. Bây giờ mình bỏ đầu cá với mình cá vô nha mấy bạn. Mấy bạn nhớ cho mình là nước phải sôi. Thật là sôi thì hãy bỏ cá vô. Nếu mà các bạn nước không sôi á, mấy bạn bỏ cá vô thì cá nó sẽ bị tanh. Cá salmon này á, nếu mà mấy bạn nấu không kỹ á, nó sẽ bị tanh lắm nha mấy bạn. Mình có nấu nhiều lần lắm rồi. Nếu mà nước không sôi là sẽ bị tanh đó. Thì bây giờ mình bỏ vô, nước đã sôi thì bây giờ mình bỏ cá vô, nước nó cũng đã nguội chút. Bây giờ mình đợi nước sôi lên nha các bạn. Bây giờ nồi canh của mình á, trong nồi nó cũng đã sôi rồi. Bây giờ mình vớt bọt nha các bạn. Mình phải vớt những cái bọt dơ của nó ra cho nước nó trong. Mình nhìn cái tô canh nó mới hấp dẫn. Mấy bạn thấy nước nó sôi không? Sôi ục 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 luôn. Là như vậy á, là mình bây giờ mình bỏ cà chua với lại cọng cần tây vô là được rồi đó các bạn. Thank you.
cần thôi. Thì cái cọng cần với cà nó cũng mềm, đừng có bỏ lâu quá. Nếu các bạn để lâu quá thì cái cà nó sẽ bị nhũn ra và cái cần nó cũng bị mềm ra. Cái này mình nấu hơi hơi thôi, đặng cho nó giữ cái độ giòn nha các bạn. Rồi bây giờ mình bỏ lá vô luôn nè, là hầu như là cái nồi canh của mình đã hoàn thiện. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Cái lá bỏ vô là mình sẽ tắt lửa liền, tại vì cái lá này nó mau mềm lắm. Đó, mấy bạn thấy chưa? Hấp dẫn chưa? Số 1 luôn, nồi canh này rất là hấp dẫn, nhìn là muốn ăn liền luôn á các bạn. Các bạn hãy thử nấu đi. Bây giờ nồi canh của mình đã hoàn thiện rồi, bây giờ mình múc ra nha các bạn. Múc mình múc cá ra trước, tại cá mình múc một hồi nó sẽ dễ bể lắm, cá nó mềm rồi đó. Các bạn nhớ múc cá ra trước tiên nha, mà phải nhẹ tay, đừng có mạnh tay, thì mình phải nâng niu nó. Nếu mà mạnh tay thì cá nó sẽ bể hết. Một nồi canh rất là hấp dẫn, các bạn nhìn thấy có ngon không? Ngon, nếu các bạn thấy ngon thì các bạn hãy vào bếp nấu một nồi canh này lên cho ba mẹ mình hay ông xã của mình cùng ăn đi. Có cà chua ăn cũng tốt nè, cần tây cũng tốt. Nồi canh này đều tốt cho sức khỏe. Mình sẽ dọn lên một tô canh khói ngây ngút, cộng một chén cơm trắng. Kế bên là một dĩa nước mắm mặn, bỏ thêm vài lát ớt. Thế là món canh của mình đã hoàn tất rồi. Nếu các bạn có thấy ngon thì các bạn hãy comment cho mình biết và nhớ nhấn subscribe giùm cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ vợ chồng mình. Hẹn vào lần sau.